Dũng sĩ cụt tay, Hà Văn Noạ. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu của đất nước ta đã thấm đẫm máu đào của các anh hùng đất Việt kiên trung. Phía sau ánh hào quang của chiến thắng là hàng nghìn người con đã nằm xuống nơi đất mẹ để giành lấy sự tự do cho đất nước, cho dân tộc, cho thế hệ sau. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử muốn gửi tới các bạn hình ảnh một người anh hùng như thế, dũng sĩ Hà Văn Noạ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiểu sử anh hùng Hà Văn Noạ. Đồng chí Hà Văn Noạ sinh năm 1928 tại thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bên dòng sông Luộc hiền hòa, thơ mộng. Đồng chí sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từng nuôi các đơn vị bộ đội về đóng quân tại địa phương. Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên đồng chí Noạ sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Năm 1947, đồng chí Hà Văn Noạ hăng hái tham gia nhập ngũ. Ngay từ những ngày đầu trong quân ngũ, đồng chí Noạ tỏ ra là một người anh dũng, bình tĩnh, gương mẫu, một cán bộ xông xáo, dũng cảm. Trong chiến dịch biên giới năm 1950, đồng chí bị thương, cụt tay nhưng vẫn hăng hái xin đi chiến đấu. Anh em thường gọi đồng chí Hà Văn Noạ với cái tên trìu mến, Noạ Cụt. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Hà Văn Noạ được biên chế vào đại đội 243, tiểu đoàn 11, trung đoàn 141, đại đoàn 312, giữ chức vụ đại đội trưởng. Đại đoàn 312 của đồng chí vinh dự được giao nhiệm vụ đánh trận mở màn vào trung tâm đề kháng Him Lam. Tiểu đoàn 11 đảm nhiệm tiêu diệt mỏm 1 mà đại đội 243 là đại đội chủ công. Các đại đội 241, 245 là thê đội 2. Anh dũng chiến đấu. Đối với đế quốc Pháp, Mỹ, Điện Biên Phủ là một địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, là một vị trí chiến lược cơ động ở giữa miền Bắc Việt Nam, Thượng Lào và miền Tây Nam Trung Quốc, có thể trở thành một căn cứ lục quân và không quân rất lợi hại trong âm mưu xâm lược của chúng ở vùng Đông Nam Châu Á. Thấy rõ vị trí quan trọng đó của Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và xây dựng ở đây một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Lực lượng của địch ở Điện Biên Phủ gồm 17 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội xe vận tải có khoảng 200 chiếc và phi đội không quân thường trực có 14 chiếc. Tổng số binh lực là 16.200 tên. Chúng bố trí thành lập đoàn cứ điểm gồm 40 cứ điểm, tổ chức thành 8 cụm. Mỗi cụm cứ điểm là một hệ thống hỏa lực nhiều tầng. 8 cụm cứ điểm họp thành 3 phân khu, 80% lực lượng không quân ở Đông Dương và nhiều loại vũ khí hiện đại khác của Pháp và Mỹ đã được đưa vào tác chiến ở Điện Biên Phủ. Với số quân đông, hỏa lực mạnh, công sự vững chắc, các tướng tá Pháp và Mỹ xác nhận đây là một tập đoàn cứ điểm đáng sợ, một pháo đài bất khả xâm phạm. Xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ hòng thực hiện ý đồ thu hút chủ lực ta lên đó để tiêu diệt, rồi chuyển sang tiến công ta. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, công việc chuẩn bị cho chiến dịch được giáo diết tiến hành từ cuối năm 1953. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị, chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà còn đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân và toàn dân, toàn đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được. 17:30 ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. Trong khi mũi tiến công mỏm 2 và 3 phát triển thuận lợi, thì hướng ở mỏm 1, mũi chủ yếu của đại đội 243, tiểu đoàn 11 gặp khó khăn khi đột phá mở cửa hàng rào. Hỏa lực pháo binh của địch lúc đầu bị tê liệt vì pháo ta uy hiếp, dần dần hoạt động trở lại khá mạnh, đã ngăn chặn ác liệt đường tiến quân của tiểu đoàn. Đồng thời, những ụ súng ngầm và những hỏa điểm di động mai phục trong cứ điểm đã bất ngờ xuất hiện rất lợi hại, sát thương và ngăn cản bước tiến của quân ta. Nhiều chiến sĩ ôm bộc phá hy sinh trước cửa mở. Cuộc chiến đấu mở cửa đột phá diễn ra rất gay go và quyết liệt. Thê đội 1 đã mở được 6 lớp hàng rào. Đến hàng rào thứ 7 thì bị hỏa lực bí mật bất ngờ bắn ra, gây nhiều thương vong. Đại đội trưởng Noạ quan sát phát hiện ra, từ lô cốt gần đó, địch đào một đường hào sát hàng rào bắn chặn ta lên mở cửa. Trung đội bộc phá của đại đội 243 hy sinh và bị thương gần hết, phải điều thê đội 2 lên trợ chiến. Đồng chí Noạ và thê đội 2 lên được nửa chừng
thì lại một hỏa điểm bí mật khác từ mỏm 2 bắn Đại Liên chéo cánh xẻ sang, nên thế đội 2 không thể tiến lên được. Một số đồng chí đã hy sinh. Đồng chí gọi về tiểu đoàn đề nghị chi viện để đánh hỏa điểm ở mỏm 2. Cùng lúc đó, pháo binh ta nhất loạt bắn dồn dập vào các trận địa của địch. Chớp thời cơ, đồng chí Hà Văn Nọa tổ chức lại lực lượng, nhanh chóng cùng các chiến sĩ trong tiểu đoàn phá nốt hàng rào chiếm đột phá khẩu, theo ra thông hào thập sâu vào tung thâm, xung kích ào ạt vượt qua cửa mở xông vào cứ điểm, tỏa thành nhiều mũi, kết hợp chặt chẽ với việc tiêu diệt từng lô cốt với hành động thập sâu, chia cắt quân địch của các bộ phận, vừa tác chiến vừa địch vận gọi hàng. Tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 4, đại đội 243 Nguyễn Hữu Oanh dẫn đầu tiểu đội giao nhọn lao thẳng vào trung tâm như lốc cuốn, dẫn đầu đội hình xung kích của tiểu đoàn 11 tỏa đánh chiếm các mục tiêu. Bằng động tác mau lẹ, đồng chí Nguyễn Hữu Oanh nhảy lên nóc lô cốt phất cờ quyết chiến quyết thắng, vẫy toàn đơn vị đánh thẳng vào trung tâm cứ điểm. Trận đánh mở màn kết thúc lúc 23:30 ngày 17 tháng 3 năm 1954. Cả tiểu đoàn Lê Dương số 3 do tên thiếu tá Pego chỉ huy đã bị xóa sổ. Quân ta tiêu diệt gần 300 tên địch và bắt sống hơn 200 tên, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn quy định của cấp trên 30 phút. Trận Him Lam thắng giòn giã làm nức lòng cán bộ chiến sĩ trên toàn mặt trận Điện Biên Phủ. Trận đầu ra quân thắng lợi lớn đối với đại đoàn 312 có ý nghĩa to lớn, tạo nên niềm tin tưởng và sức chiến đấu mới cho bộ đội. Trong đợt tấn công thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của đồng chí Hà Văn Nọa được bộ chỉ huy giao nhiệm vụ thọc sâu giữa hai đồi E và D, gây rối loạn đội hình địch, tiêu diệt trận địa pháo của địch chân đồi D. Ngay khi tiếng súng ở đồi D và E đang giòn giã, đại đội trưởng Hà Văn Nọa dẫn đại đội 243 vượt đường độc đạo dài và hẹp giữa đồi D và đồi E, luồn sâu vào trong căn cứ địch. Bọn địch phát hiện được quân ta, chúng tập trung hỏa lực chống trả, bịt kín con đường tiến của ta. Mặc dù ở tình thế bất lợi, nhưng đại đội trưởng đại đội 243 Hà Văn Nọa vẫn bình tĩnh chỉ huy anh em chiến đấu. Đại đội nhanh chóng hình thành hai mũi tiến công địch. Một mũi do đại đội phó, hiệu và chính trị viên đội chỉ huy đánh vào bên sườn của tiểu đoàn 5 ngụy. Mũi khác do đại đội trưởng Hà Văn Nọa chỉ huy đánh thẳng vào trận địa pháo. Trước phản ứng của ta, bọn địch bỏ chạy xuống chân đồi. Thừa thắng, quân ta đánh thẳng vào sở chỉ huy tiểu đoàn Âu Phi số 6, diệt trận địa pháo của địch ở điểm cao 210, đuổi địch ra bờ sông Nậm Rốm. Gần sáng, đại đội 243 trụ lại bên đường 43 rồi tự lập ra một cụm cứ điểm tạo thành trận địa phòng ngự. Lợi dụng bờ ruộng, các chiến sĩ đại đội 243 dùng tay moi đất đắp công sự. Vũ khí thiếu, nhưng các chiến sĩ đều quyết tâm không rời trận địa. Họ tự băng bó lại vết thương, sẵn sàng lưỡi lê, lựu đạn, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, đại đội chỉ còn có 20 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 7 đồng chí bị thương. Chi bộ còn 4 đảng viên. Đại đội trưởng Hà Văn Nọa chủ trì cuộc họp chi bộ dưới chiến hào, hạ quyết tâm giữ vững trận địa. 9 giờ sáng ngày 2 tháng 4, đại đội 243 không thể liên lạc được với tiểu đoàn, trung đoàn. Trong tiếng được tiếng mất của máy điện thoại, đồng chí Hà Văn Nọa báo cáo. Báo cáo tiểu đoàn, lực lượng chúng tôi còn lại một tiểu đội, đạn hết, xe tăng địch đang đến gần, chúng tôi vẫn kiên quyết. Đúng lúc đó, quân địch ở Mường Thanh huy động một tiểu đoàn có xe tăng chia làm 3 mũi phản công vào trận địa của ta. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, đạn hết, đồng chí Hà Văn Nọa hô xung phong. Tất cả bật khỏi công sự, dùng lưỡi lê, báng súng đánh giáp lá cà vật lộn với địch cho đến chiến sĩ cuối cùng. Trận đó, đại đội trưởng Hà Văn Nọa cùng với nhiều cán bộ, chiến sĩ của đại đội 243 đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Điện Biên Phủ. Khi ấy, đồng chí mới 26 tuổi. Tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Văn Nọa đã cổ vũ toàn đơn vị hăng hái xung phong tiến lên tiêu diệt địch, góp phần vào thắng lợi ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng để có được nền độc lập và tự do của Tổ quốc hôm nay, thì biết bao con dân đất Việt đã phải hy sinh như đồng chí Hà Văn Nọa. Chẳng ai có thể đếm được khăn tang, không ai đong hết máu chiến trường. Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Hà Văn Nọa cũng như hàng triệu liệt sĩ khác đã hóa thành bất tử và sống mãi trong lòng lớp lớp thế hệ người dân đất Việt. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ, giải phóng và đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp nối thắng lợi của cách mạng tháng 8, chiến thắng Điện Biên Phủ kết liễu sự thống trị gần 100 năm của chủ nghĩa thực dân cũ đối với nước ta.
Dân tộc Việt Nam xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên trận tuyến chống đế quốc, là tấm gương để các dân tộc bị áp bức noi theo trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ 20. Chúng ta thuộc thế hệ sau, được sống trong hòa bình, không bom đạn là nhờ sự hy sinh của các anh. Những người anh hùng dân tộc, có người biết mặt biết tên, nhưng cũng có nhiều người, đến cả cái tên cũng không biết. Đã có những hình ảnh trở thành bất tử, đi vào tâm trí, trái tim người Việt như một huyền thoại. Áo bào thay chiếu anh về đất. Tất cả người dân Việt Nam của quá khứ, của hiện tại, của tương lai sẽ không bao giờ quên các anh, những người con anh dũng của đất mẹ Việt Nam, những huyền thoại sống mãi với thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hình ảnh anh hùng Hà Văn Nọa đã để lại cho các bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!